Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy nhân ngày Sa-bát, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã 18 năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, người liền gọi bà đến mà bảo rằng: hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà. Rồi người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhân viên trưởng hội đường tức giận vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: có 6 ngày người ta phải làm việc, vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong những ngày đó, chứ đừng đến trong ngày Sa-bát. Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: hỏi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sa-bát, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan đã cột trói nó đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sa-bát sao? Khi người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng người đã thực hiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống thường ngày, khi chúng ta tham gia vào đời sống xã hội, chắc chắn mỗi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng và bị chi phối bởi rất nhiều những thứ khoản lực khác nhau. Cụ thể như là luật dân sự, luật kinh tế, luật lao động, luật giao thông, và còn biết bao những thứ luật khác nữa mà chúng ta phải thi hành. Và chúng ta tự hỏi, người ta đặt ra những khoản luật khác nhau để làm gì? Thưa, luật lệ được đặt ra để đem lại an ninh trật tự cho cuộc sống xã hội và đem lại lợi ích, quyền lợi cho con người. Có thể nói, luật lệ như là một hàng rào cản để giúp cho người ta không xâm phạm vào quyền lợi của người khác, để mỗi người chúng ta bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân của mình. Và chúng ta lại tiếp tục tự hỏi, tất cả những khoản luật đều đặt ra thì mỗi khoản luật nó đều ngang hàng với nhau. Thưa không, có những khoản luật mà người ta gọi đó là những khoản luật của luật ưu tiên. Cụ thể khi tôi tham gia vào giao thông, khi đứng trước một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì ai trong chúng ta cũng biết rằng đèn xanh được phép chạy, đèn đỏ thì dừng lại, còn đèn vàng thì chạy nhanh hơn. Thì đó là ý nghĩ của những người hay muốn vượt đèn đỏ. Đèn vàng là mời gọi chúng ta hãy cảnh báo không được phép đi nữa, bởi vì nó sắp sửa chuyển sang đèn màu đỏ là nguy hiểm. Vậy thì trong tất cả những màu đèn đó, có những loại xe được phép chạy bất cứ đèn màu nào. Cụ thể như là xe quân sự, khi mà làm việc công vụ, xe chữa cháy, xe cấp cứu, vân vân. Người ta đặt luật ưu tiên bởi vì đó là người ta muốn đặt cái lợi ích công cộng, lợi ích chung lên trên hết, hay đặt lợi ích của một con người đang rơi vào trong một tình trạng khẩn cấp, thì những người đó sẽ được ưu tiên hơn. Phải chăng trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu cũng đã muốn thể hiện một cái luật ưu tiên
cho một con người đã bị bệnh suốt 18 năm trường, nhưng mà dường như đã bị ông trưởng hội đường lên tiếng phản đối một cách kịch liệt. Chúng ta biết là ngay từ thở đầu tiên, khi mà Chúa chọn dân riêng của mình, thì Chúa đã ban cho họ những thứ lề luật được gọi là giao ước, mà người xưa người ta coi đó là thập giới, và ngày hôm nay chúng ta coi đó là 10 điều răn. Thế nhưng những người Do Thái từ từ, họ không chỉ giữ những lề luật của thập giới, mà họ còn đặt ra rất nhiều những thứ khoản luật khác nhau. Cụ thể trong ngày Sa-bát thì có 39 khoản luật khác nhau mà buộc người ta phải giữ. Cho nên dường như những người Do Thái họ giữ luật với một hình thức, mà nhiều khi những luật đó nếu không đem lại lợi ích cho bản thân của họ thì họ không giữ, nhưng mà ngược lại bắt người khác phải giữ. Cụ thể trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã nói trong ngày Sa-bát, chẳng lẽ các ngươi không dắt bò lừa các ngươi để cho đi uống nước sao? Và có đoạn tin mừng Chúa đã nói, khi mà trong ngày Sa-bát một con bò con lừa bị rơi xuống hố, chẳng lẽ các ngươi để qua ngày hôm sau các ngươi mới kéo lên sao? Bởi vì kéo lên trong ngày Sa-bát lúc đó là tôi phạm vào luật lao động, nhưng mà họ phải kéo lên bởi vì đó là một tình trạng khẩn cấp. Cho nên trong đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu muốn đặt những cái lề luật quan trọng, luật đặt ra để đem lại lợi ích cho cuộc sống con người. Tôi giữ luật vì tình yêu, chứ không phải tôi giữ luật vì những hình thức bên ngoài. Và trong cuộc sống ngày hôm nay, nhiều khi những lề luật mà tôi thực hiện đôi khi nó cũng là những cái hình thức bên ngoài mà nhiều khi chúng ta không ý thức. Tôi có thể đưa ra một ví dụ. Tôi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, tôi tham dự bởi vì nhiều khi tôi sợ rằng tôi xuống quả ngục, chứ không phải là vì tình yêu Thiên Chúa. Thì đó cũng là một cách tôi đang thể hiện giữ lề luật một cách giả tạo trong đời sống của mình. Tôi giữ lề luật của Thiên Chúa, mà tôi chỉ dừng lại ở chính Thiên Chúa, không đi đến việc yêu thương thể hiện qua những con người, thì đó cũng là một hình thức giả tạo. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta, khi giữ luật thì hãy đặt tình yêu vào trong đó, để một khi tôi giữ luật vì tình yêu thì chúng ta sẽ dễ dàng gặp được Thiên Chúa nơi những con người mà chúng ta phục vụ, bởi vì họ luôn mang hình ảnh Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Amen.